ngày chỉ suy nghĩ lung tung rồi tự làm khổ mình không mà. Ba mẹ của cậu đã biết hết rồi sao? Bữa cơm tất niên hôm đó mình bị bức cung. Cậu không biết đâu, ba mẹ mình vừa mới nghe nói công việc của Đỗ Phồn thì giống như là chọn rau ở ngoài chợ á, chê này chê nọ. Ba mẹ mình không nghĩ xem con của họ ngày nào cũng ở trong nhà, cả tháng trời không được gặp một ai hết, khó khăn lắm mới gặp được người đáng tin cậy. Cậu nói đi, Đỗ Phồn rất tốt mà, vừa thật thà nè, vừa tốt với mình lại còn chiều chuộng mình nữa chứ, có đúng không? Anh ấy tuy không thể kiếm nhiều tiền nhưng mà... Nè, cậu có nghe mình nói không vậy hả? Vậy sao cậu không nói rõ với hai bác hả? Mình không dám nói, bây giờ phải làm sao đây? Mình nói với ba mẹ mình là mình sống chung với cậu. Khi nào mình gọi điện thì cậu hãy tới bao che cho mình ha. Làm ơn đi mà. Được rồi, sao? Được rồi. Mình thấy cậu cũng rất là kỳ lạ đó Sâu Nghi. Nhân vật chính trong mấy cuốn tiểu thuyết cậu viết toàn là những nhân vật đỉnh cao trong tình yêu. Vậy thì còn Đỗ Phồn sao hả? Tiểu thuyết đó là chỉ dành cho những thiếu nữ thích mơ mộng độc mà thôi. Sao mình có thể ngốc tới mức đi áp dụng vào những tác phẩm do chính mình sáng tác được chứ? Nè, cậu đừng có nhạy cảm quá như vậy, mình không có ý đó đâu. Nè, nãy giờ mình nói cái gì cậu có nghe không vậy? Mình... Người đời có câu, không ăn được nho thì chê nho chua. Nếu có một phong đằng nào đó theo đuổi mình, chắc chắn mình cũng sẽ bỏ Đỗ Phồn thôi. Thôi đi, được rồi, mình hiểu những gì cậu nói mà. Mà tự nhiên cậu nói Đỗ Phồn như vậy, cậu đúng là đồ đổi trắng thay đen đó. Cậu có điện thoại kìa, hình như là tin nhắn đó. Là tin nhắn xác nhận của hãng hàng không. Con người ta lên đời hồi nào vậy ta? Lúc này toàn đi máy bay không nha. Không phải là mình đặt đâu, là phong đằng đặt đó. Sự dịu dàng độc đoán này rất nhiều cô gái mong muốn mà không có được đâu đó nha. Có phải là rất ngưỡng mộ không? Đương vậy nhiên. Thì viết thành tiểu thuyết đi. Được, tất nhiên là được rồi. Sao lại không chứ? Nè, mình hỏi cậu, sau khi quay lại cậu tính thế nào hả? Việc đầu tiên mình sẽ làm là mình sẽ trả lại tiền vé máy bay trước. Nè, Tiết Sam Sa mà, cậu không thấy làm như vậy là rất vô nghĩa hay sao hả? Mình cũng không muốn, nhưng phải làm thế nào đây? Không thể để người ta nghĩ rằng mình ở bên anh ấy là có ý đồ này nọ, hay là muốn lợi dụng anh ấy, không hay đâu. Đúng vậy, cậu có thể trả lại tiền, không sao hết. Nhưng mà cậu không cảm thấy làm như vậy là rất không lãng mạn hả? Rất lạnh lùng và xa cách đó, có hiểu không? Người ta là chủ tịch mà lại cần những đồng bạc lẻ của cậu sao? Cách này không khả quan đâu bạn Hiền à. Vậy phải làm sao? Có cách nào khác không? Đưa tay ra đây. Phải đánh một cái trước. Vậy cho cậu nè. Hãy nói cho mình nghe, sau Tết là lễ gì? Nguyên tiêu. Mình đánh chết cậu bây giờ đó. Mình biết là ngày lễ đúng tình vậy nhân. Chỉ cần trong ngày đó cậu tặng quà cho người ta là được rồi. Đúng rồi. Sao mình lại không nghĩ ra? Cậu thật là thông minh quá đi Sông Nghi à. Bái mình làm sư phụ đi. Tặng quà gì bây giờ? Cùng để mình suy nghĩ đã. Cái gì ta?
Sau Tết nhất định là rất đông người. Để thêm một lát nữa cũng không sao. Không biết khi Phong Đằng nhìn thấy cái này sẽ có phản ứng như thế nào ta. Anh đến khi nào vậy? Anh đến từ sớm rồi. Gọi điện cho em mà không được. Em đã ngủ quên mất. Không nghe thấy anh gọi. Em đã buồn ngủ chưa? Cũng đỡ. Vậy chúng ta đi. Đâu rồi? Đâu rồi ta? Em tìm cái này xong. Cũng sắp đến ngày lễ tình nhân rồi mà. Quà cho anh đó. Nhà anh sống theo truyền thống. Ông nội không cho phép đón lễ tình nhân phương Tây, nên trước giờ anh chưa từng đón lễ tình nhân. Nhưng mà món quà này anh rất thích nó. Mình đi thôi. Sao sao mà mấy ngày trước mẹ của Lệ Trữ đã qua đời. Cái gì chứ? Những ngày này có thể cô ấy sẽ ở bên nhà anh. Dạ, anh hãy chăm sóc cô ấy thật tốt nha. Chúng ta đi thôi. Cô ấy đang đợi mình ngoài xe. Lệ Trữ à, cô vẫn khỏe chứ? Năm mới vui vẻ. Trời ơi, mới có mấy ngày không gặp mà nhìn Lệ Trữ tiều tụy quá. Làm sao đây, mình lại không biết an ủi người khác. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.